Bây giờ các bạn nhấn Ctrl O trên bàn phím để chúng ta mở file. Chúng ta chọn file đầu tiên và file thứ hai, quy tắc 2 và phần quy tắc. Sau đó chúng ta chọn cây, chúng ta mở ba file lên. Các bạn open một lượt. Với đối tượng đầu tiên này, tôi kéo thả qua layer thực hành chúng ta. Các bạn chọn layer này, nếu không cầm di chuyển được như của tôi thì chọn về đối tượng này và chọn Auto Select và chọn layer. Sau khi tôi chọn được đối tượng này, chúng ta sẽ cho dưới cái layer này và dưới tiếp layer bóng của chúng ta. Các bạn tiếp tục kéo layer này xuống layer gỗ để gỗ che phần này đi. Và tôi nhấn Ctrl T trên bàn phím. Thu nhỏ đối tượng này. Để đối tượng này của chúng ta là những phần ô để nhìn qua cái cửa này. Chúng ta sẽ thấy vùng biển bên ngoài. Các bạn Enter trên bàn phím. Tiếp theo các bạn qua bên Quy tắc 2 này. Kéo đối tượng này. Thả qua đây. Các bạn nhấn Ctrl T. Cũng tương tự. Ép cái đối tượng vào đây. Bạn chú ý ghép hết sức khéo léo các đối tượng này để nó đạt hiệu quả tốt nhất. Tôi Enter. Bây giờ với đối tượng này tôi muốn sáng lên thì tôi chọn đúng layer này vào Image Adjustment và Emit và kéo cường độ sáng này, có thể cả cường độ tương phản của nó nữa. Còn tôi cho tương phản nhẹ thôi và cho sáng đối tượng lên. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục ghép cây vào. Ở đây chúng ta có những đối tượng cây như sau. Các bạn cùng nhau chọn đối tượng cây này. Chúng ta kéo đối tượng cây này qua bên này. Và thả vị trí này, đằng sau luôn. Nó ở dưới cái layer gỗ của chúng ta thôi. Các bạn nhấn Ctrl T. Chúng Shift thu nhỏ lại. Và chúng ta đặt đúng cái vị trí sao cho hợp lý nhất. Có thể các bạn có thể tăng giảm OST. Hơi mờ một chút thôi. Cho ảo một chút, tôi cho khoảng 85% và Enter. Tôi tiếp tục qua vị trí này, dùng công cụ này chọn đúng layer này và tôi khoanh vùng những đàn chim, nhấn V trên bàn phím, kéo đối tượng này qua đây. Tôi chọn nhầm layer, tôi chọn layer dưới và kéo và thả vị trí lên đây. Các bạn có thể nhấn Ctrl T, Transform cho nó xuống nhỏ tí. Và chúng ta tiếp tục Enter. Với đối tượng rõ nét này thì không thật cho lắm. Tôi cho khoảng 90%. Và tiếp tục kéo đối tượng khác. Đang ở đối tượng này các bạn có thể nhấn Ctrl Shift Y để đảo ngược vùng chọn. Chọn vùng ngoài. Và kéo qua đây. Và đặt vị trí này. Tôi tiếp tục Ctrl T và cho nhỏ lại. Xa hơn. Có độ xa gần. Và ngoài này chúng ta cho M khoảng 80% thôi. Ở video tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau tạo chiều sâu những căn phòng và làm mặt đứng, hay chính xác hơn là mặt cắt của chúng ta trông đẹp và sinh động hơn.